PHP và MySQL trên môi trường Linux một cách đồng thời. Giống như mà các cái lab trước chúng ta đã cài đặt về SAM về, thì như vậy chúng ta sẽ vào cái trang Apache Friend. Chúng ta sẽ tìm đến trang Apache Friend để chúng ta tải về. Đây chúng ta đến trang web này. Để làm được việc này thì các bạn cái kết nối mạng của các bạn đối với cái máy ảo các bạn sẽ đặt là kết nối bridge để nó kết nối vào trong cái chúng ta có thể tải thẳng vào trong máy ảo của chúng ta, hoặc các bạn có thể tải ở bên ngoài có vào cũng được. Đây chúng tôi sử dụng cái đây chúng tôi sử dụng cái kết nối bridge để minh họa cho cái bài lab này. Như vậy chúng ta sẽ đi vào kích vào nút SAM trên giao diện, và chúng ta sẽ chuyển sang tải cái gói cài đặt cho chúng ta tải cái gói cài đặt cho Linux, rồi là PHP Apache cho Linux xuống. Thì các bạn đi xuống các bạn có thể thấy là SAM for Linux, các bạn chỉ việc kích vào. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành lần lượt các bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển đến bước download. Như các bạn thấy thì chúng ta sẽ tải cái gói SAM Linux 1.7.7 về, hoặc là chúng ta sẽ download kích vào nút SourceForge để chuyển sang trang SourceForge để chúng ta tải cái gói phần mềm này về trên máy của chúng ta. Và như vậy trình duyệt chuyển sang cái trang SourceForge để chúng ta tải cái phần mềm cần thiết về trên máy của chúng ta. Đến đây thì các bạn đã nắm được các cái lệnh thông thường thường dùng đối với cái hệ thống đối với cái hệ thống trên hệ thống Linux của chúng ta. Và khi cài đặt các cái gói phần mềm dạng như LAMP thế này thì các bạn có thể rất là dễ dễ hiểu, không không lấy làm khó xa lạ đối với cái cách sử dụng lệnh ở trên môi trường Linux trong các thao tác quản trị hệ thống như là cài đặt, giải nén, vân vân. Thì cũng trong cái bài tập này chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái lệnh giải nén, đó là cái lệnh tar, lệnh tar. Và như vậy chúng ta chỉ việc kích vào nút download SAM Linux và chúng ta chờ đợi cho đến khi mà chúng ta tải về thành công ở trên máy, thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các cái gói phần mềm này theo hướng dẫn ở ngay trên trang Apache Friends. Chúng ta sẽ chờ một vài giây để hệ thống nó sẽ thông báo tải gói phần mềm này về. Chúng ta chờ trong 2 giây nữa. Và như các bạn thấy, bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn nút OK Save to Disk nữa là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi cái thao tác tải này đạt cái 100%, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt.
Và như các bạn thấy ở trên màn hình thì cái việc cài đặt này đã hoàn tất. Chúng ta có thể thấy rằng cái file cài đặt Sound Linux đã nằm trên màn hình desktop của chúng ta. Các bạn có thể quay trở về màn hình desktop và thấy rằng cái file Sound này đã nằm ở đây. Việc tiếp theo của chúng ta bây giờ là theo hướng dẫn cài đặt để tiến hành các bước tiếp theo. Thì như các bạn thấy rằng chúng ta trong cái hướng dẫn ở trên trang web thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là bước installation. Như vậy chúng ta sẽ vào terminal và với quyền root thì đương nhiên chúng ta đã đăng nhập vào với root rồi, và chúng ta sẽ di chuyển đến cái thư mục có chứa file này và chúng ta chỉ việc là gõ lần để mà giải nén vào trong cái thư mục opt mà thôi. Chúng ta sẽ sử dụng đúng như cái cú pháp này. Thì để làm việc này thì chúng ta sẽ đơn giản hóa nó bằng cách chúng ta sẽ vào file browser và chúng ta sẽ copy từ desktop này sang một thư mục khác cho nó. Chúng ta sẽ kết toàn bộ cái thư mục này. Chúng ta chuyển sang file system và chúng ta thấy rằng ở đây có thư mục opt đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có nhiều lựa chọn, chúng ta có thể quay về root, chúng ta cất cái này vào trong thư mục download. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái terminal lên. Chúng ta bật terminal lên và chúng ta sẽ chỉ việc chuyển đến thư mục download. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái lệnh người ta hướng dẫn cho chúng ta như thế nào, đó là lệnh ta svfz sam linux 1.7.7 ta gz chữ c chéo opt. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành đánh lệnh theo tương tự giống như cái hướng dẫn ở trên. Chúng ta sẽ gọi lệnh ta svfz sam. Như vậy chúng ta phải chỉ rõ đến cái thư mục vì do chúng ta đang đứng trong thư mục download, cho nên chúng ta có thể gõ được cái như thế này, đúng không? Sam target -c và chéo opt. Chúng ta sẽ giải nén vào trong cái thư mục opt. Và như các bạn thấy ở trên màn hình thì cái quá trình giải nén đang tiến hành và nó sẽ tạo ra một cái thư mục mới tên là Lam, và cái thư mục này sẽ cài đặt đầy đủ các cái gói từ Apache, PHP, MySQL giống như chúng ta cài đặt SAM ở trong hệ thống trên Windows của chúng ta ở các cái lab trước vậy. Và sau khi cài đặt như thế này thì các bạn sẽ có thể triển khai cài đặt Joomla hay là MediaWiki hoặc là Drupal vân vân, các cái hệ thống CMS hay là các cái hệ về e-commerce như là Magento chẳng hạn vân vân, thì các bạn có thể tiến hành cài đặt một cách bình thường. Hiện quá trình vẫn đang cài đặt, đến đây thì đang cài đặt PHP MyAdmin. Và như vậy quá trình cài đặt đã giải nén cài đặt đã xong. Chúng ta sẽ quay lại tiếp ở cái bước thứ ba, người ta sẽ hướng dẫn chúng ta chỉ đơn giản là chuyển đến cái thư mục opt lam và lam gõ lần start để khởi động tất cả các cái dịch vụ mà chúng ta vừa cài lên mà thôi. Thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy, chéo opt chéo lam và chúng ta chỉ việc gõ lần start để khởi động các cái dịch vụ. Như vậy đã đang khởi động cái SAM cho Linux và như vậy máy đã khởi động Apache vân vân, khởi động MySQL vân vân. Như vậy chúng ta cần phải
khởi động chỉnh sửa một tí trong cái file httpd.config để phù hợp với cái hệ thống của chúng ta. Đến đây thì các bạn có thể và như các bạn thấy trên màn hình thì chúng ta đã khởi động được thành công cả cái dịch vụ của cái gói SAM này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào test như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một tab mới và chúng ta chỉ việc gõ localhost. Và như vậy các bạn thấy những gì hiển thị trên màn hình nó tương tự như chúng ta làm ở bên Windows đúng không ạ? Và đây là gói SAM trên For Linux dành cho chúng ta. Quay trở lại cái phần hướng dẫn thì các bạn có thể thấy rằng một số các cái thư mục mà chúng ta cần lưu ý trong khi trong cái quá trình cài đặt SAM này đúng không? Thì các bạn thấy rằng là tất cả các cái lệnh mà dành cho thao tác trên các cái gói SAM trên Linux thì nó sẽ nằm ở thư mục opt-lambin và chúng ta sẽ gọi lệnh ở đây. Các cái thư mục mà chứa các cái hệ thống web thì chúng ta sẽ làm ở htdocs giống như ở bên Windows vậy thôi. httpd.config là những cái là cái file lưu trữ cái cấu hình cho cái Apache, cấu hình cho MySQL là cái file my.cnf và cấu hình cho php.ini là cấu hình cho PHP và tương tự như vậy đối với Pro FTP vân vân. Thì đây là những cái thư mục và những cái file mà các bạn cần nắm giữ trong cái quá trình thao tác đối với SAM. Tương tự như vậy bây giờ chúng ta có thể đi vào một cái công cụ là PHP MyAdmin. Thì hoàn toàn tương tự các bạn có thể tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới vân vân. Ví dụ các bạn có thể tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới ở trên cái màn hình giao diện này đúng không ạ? Ở đây chúng ta đã có sẵn các cái cơ sở dữ liệu này rồi. Bây giờ các bạn muốn tạo thêm các cơ sở dữ liệu mới thì cái phần này sẽ để dành cho cả cái lát sau. Ví dụ các bạn có thể tạo một cái cơ sở dữ liệu dành ví dụ là thương mại điện tử. Chúng ta gọi tắt thương mại điện tử chẳng hạn. Và như vậy chúng ta có thể lựa chọn tùy tùy ý các bạn. Ở đây chúng ta thông thường chúng ta hay lựa chọn collocation của chúng ta UTF-8. Đây chúng ta hay lựa chọn là UTF-8 đúng không ạ? CI gì đó, Unicode CI. Và chúng ta chỉ việc nhấn create. Như vậy chúng ta đã có một cái cơ sở dữ liệu là thương mại điện tử. Cũng tương tự như vậy các bạn có thể tạo quyền bằng các cái ví dụ như là privilege trên cho truy cập vào cái cơ sở dữ liệu thương mại điện tử này. Thì những cái thao tác như vậy chúng ta sẽ để dành cho cái phần mà về thao tác về cơ sở quản trị cơ sở dữ liệu ở trong cái các cái học phần khác, hoặc các bạn có thể từ tìm hiểu từ mày mò ở trên cái hệ thống mà các bạn vừa tạo được, cũng như các bạn có thể triển khai một cái hệ thống Joomla ở trên cái hệ thống này. Bài học về cài đặt cái gói phần mềm SAM cho Linux mà chúng ta hay gọi là LAMP thì đến đây là kết thúc.